Hà Nội, Hà Nội, nhổn nhổn nhổn. Wow. Bên ngang này nó đẹp. Chạy có mắt. Đúng mồm. Con này phải 3 cân. Đi với nó. Cẩn thận nó tụt ra đấy. Có tụt ra không? Mày chết cha mày. Trượt vào đấy. Một bạn cá chép đã bị vào lồng. Cá trôi à? Mùi nhạy không? Mùi quá nhạy. Wow, bao phê. Mai món gì? Mai tính tiếp, nấu cá. Ai lẩu? Không, mai ngâm để thả đây. Thì phải tắt đi xong là giữ cho chồng nhé. Không giữ đâu. Biết tại sao phải thò que vào gãy không? Không. Nó con cá nó nhỡ nó mà dẫy ấy. Rồi lưỡi câu nó đóng vào tay là đi viện đấy. Ui, cái này làm sao mà nó thoát được. Mình cái đầu của nó kinh khủng. Con này được cả khoảng 3 cân. Thế thôi. Mai hết không? Không hết được. Câu 3 con cho chị danh con. Tới nơi không? Vẫn nổ. Bây giờ thì thôi cha con. Ôi thế lại còn không mang vợt à, không mang túi. Anh em thu đồ rồi vẫn còn giờ nhá. Nhưng mà về nhá. Sản phẩm đây anh em. Wow. Nói là nó khủng long anh em ạ. Ok. Mồi bà thì vẫn thế thôi anh em nhá. Đấy. Mai đi thì lâu lắm rồi không ra video, không lười quay, anh em thông cảm nha, quay được mỗi một cái thôi. Còn con sau này thì tối rồi nên là không quay video anh em ạ. Hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau nha. Đổ câu này. Thính câu lục. Còn sót cái gì không? Quay, đây này, chống cần đây này. Yeah. Vui chơi lại mất ngay giải thưởng. Đó, ok. Rồi, về đây bà con.